Thưa quý vị, một người vợ đồng tính sống chung với chồng. Họ đã quen trên mạng xã hội một người phụ nữ độc thân khi về thăm quê. Người chồng có tình cảm với người phụ nữ mới quen. Điều đặc biệt, mối quan hệ này lại được người vợ ủng hộ nhiệt tình. Liệu quan hệ rắc rối này sẽ đi đến đâu? Xin mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi ngay sau đây. Tôi cũng chẳng thể ngờ là thần tình yêu lại có thể gõ cửa trái tim tôi ở tuổi này và ở trong tình cảnh éo le thế này. Rõ ràng là tình ngay lý gian. Tôi và vợ thì cũng đã như hai người bạn được ràng buộc bởi tờ hôn thú. Thực tế, cô ấy đâu có yêu tôi. Giờ tôi cảm thấy cả tôi và cô ấy đều yêu chung một người đàn bà là Huệ. Cái tình yêu này nó không phải chỉ là chuyện thể xác, mà nó là sự si mê về mặt tinh thần và lối sống. Huệ thực sự thu hút cả hai chúng tôi, khiến tôi và Hương đều phải nói với nhau nghiêm túc về việc có thể ly hôn và tôi sẽ kết hôn với Huệ. Hương nói Hương đồng ý, nhưng Hương muốn sống chung nhà. Hương không muốn sống cô quạnh và cũng không muốn sống thiếu Huệ. Điều này khiến tôi ở trong tình trạng giờ khóc giờ cười, chẳng biết phải làm sao giữa tình mới và nghĩa cũ. Những ngày này, tôi cảm nhận chuyện tình cảm của Huệ và ông xã tôi đã có tiến triển. Nói sao thì nói, ông xã tôi cũng là một người đàn ông khá ổn, theo con mắt của người đời. Tuy hôn nhân của tôi và anh không có tình yêu, chí ít là từ phía tôi đã giấu kín giới tính của mình. Còn anh, sau những vỡ vụn khi nhận ra tôi không thể yêu anh cũng chấp nhận và chung sống với tôi như một người bạn. Giữa anh và Huệ có một điểm chung, đó là lòng bao dung rất lớn. Cả hai đều hướng thiện và hay lo lắng cho mọi người khác. Chính vì thế, nếu tôi có ly hôn với anh, thì tôi cũng hiểu rằng rất khó để anh dứt hoàn toàn sự quan tâm với tôi để chọn đời bên Huệ. Mà tôi cũng không muốn bị đẩy ra khỏi cuộc sống ấy. Tại sao không thể chung sống với nhau như những người bạn? Nhà chúng tôi vài trăm mét, có vườn, có bể bơi, có 6 phòng ngủ. Chúng tôi có lương hưu, dòng tiền từ kinh doanh vẫn đều đều, không có con. Thì có gì vướng mắc để mà không thể sống chung nhỉ? Tôi nửa đùa nửa thật trong câu chuyện của ba người sau khi ăn tối rằng: Này Huệ, giờ bà Hương, bà xúi anh bỏ bà ấy để cưới em, rồi đưa em qua Mỹ, tụi mình sống chung cho vui cái tuổi già ba đứa đó. Em tính sao? Trái với kỳ vọng của tôi và Hương, Huệ chỉ cười rồi nói: Nói gì kỳ cục. Điều này khiến tôi nghĩ rằng có thể Huệ chưa sẵn sàng để bước tới mối quan hệ kỳ quặc này. Nghe như kiếp chung chồng. Tuy rằng Huệ cũng hiểu rõ tình trạng hôn nhân của chúng tôi, nhưng có thể với suy nghĩ của người Việt sẽ rất khó để chấp nhận cuộc hôn nhân như vậy. Tôi mất ngủ mấy ngày nay vì câu chuyện của hai vợ chồng bạn. Không chỉ chồng bạn tỏ tình, mà Hương cũng tỏ tình với tôi. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi với một tình yêu tinh thần, vì cô ấy ngưỡng mộ tư duy và lối sống của tôi. Cô ấy cũng qua tuổi khao khát để chiếm hữu một ai đó, nên nếu gặp định mệnh của đời mình, cô ấy sẽ coi như tri kỷ. Và tất nhiên, cô ấy vẫn muốn được ở bên cạnh tôi. Biết tôi có kế hoạch đi Mỹ, cô ấy nói không cần nhờ ai cả, vợ chồng cô ấy sẵn sàng giúp tôi có được điều tôi muốn, có được cuộc sống mà tôi mong cầu. Tôi cảm thấy mình bị kẹt giữa lằn ranh đạo đức và cảm xúc, yêu và được yêu. Đó là một phép màu, nhưng tình yêu này nó đến một cách kỳ cục. Theo tôi là như thế. Tôi là gái thẳng, và nếu chấp nhận mối quan hệ này, tôi cứ thấy có cái gì đó rất sai trái, không thể chấp nhận được. Lời từ chối của Huệ khiến tôi hụt hẫng không thể tả. Tôi cứ nghĩ mình đã nhận được một món quà to nhất từ Thượng Đế. Tôi hỏi Huệ vì sao lại không thể chấp nhận tôi, vì sao không thể sống cùng tôi và Hương như ba người bạn. Huệ cười và nói rằng trong bất cứ mối quan hệ tình cảm nào cũng chỉ nên là chuyện của hai người. Cô ấy không thể sống chung như vậy. Cô ấy cũng cảm thấy mình chỉ là người thừa trong mối quan hệ của tôi và Hương. Dù sao
tôi và Hương cũng đã có một hành trình gần 40 năm bên nhau với bao ngọt bùi, cay đắng. Huệ muốn mình là người đi tiếp và quá khứ sẽ bỏ lại phía sau. Tất nhiên, Huệ sẽ luôn coi Hương là một người bạn tri kỷ. Nhưng chuyện sống chung nhà thì quả là khó với cô ấy. Cô ấy nói, dù em đã nhận nuôi ba mẹ chồng cũ, nhưng đó là ba mẹ chồng, không phải là chồng em. Huệ mong tôi đứng ở vị trí của cô ấy để thấu hiểu hơn. Tôi không nghĩ Huệ có thể từ chối mối quan hệ tốt lành như vậy. Cô ấy chẳng mất gì. Cô được cả tình yêu, cả tri kỷ. Đâu phải trên đời này ai cũng có diễm phúc như vậy. Hoặc cũng có thể tôi đã nghĩ quá thoáng trong chuyện sống chung nhà. Hoặc cũng có thể vì tôi đã cô đơn quá lâu, nên khi gặp được người mình yêu thương, trân trọng, tôi đã quá vội vã, khiến Huệ sợ hãi. Mà tôi cũng hiểu, Huệ chỉ yêu đàn ông. Cho nên với tôi mà nói, nếu để sử dụng lý trí, thì mối quan hệ này tôi thiệt đơn thiệt kép. Gả chồng cho bạn, chẳng ai làm thế cả. Ai cũng mong hạnh phúc sẽ đến với mình, ai cũng sợ cô đơn cả. Tôi làm thế là vì tôi muốn cả chồng tôi và cả Huệ hiểu. Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với những người tôi trân quý. Và đương nhiên, tôi cũng có tham lam của mình trong đó. Nhưng con người, ai mà không tham lam cơ chứ? Sự từ chối của Huệ khiến mối quan hệ của chúng tôi bỗng đi vào ngõ cụt. Và sau 3 tháng ở chung nhà, với tư cách là những người bạn già, bạn tâm giao, tôi nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ tay ba này. Nếu chúng tôi chung sống với nhau đúng nghĩa như ba người bạn, vợ chồng tôi vẫn ở trạng thái này, nghĩa là không ly hôn, Huệ ở bên cạnh như một người bạn, thì mọi chuyện có vẻ vẫn ổn. Câu chuyện trở nên bất ổn kể từ khi chúng tôi phát sinh tình cảm với Huệ và muốn chiếm hữu Huệ. Thực ra, lý do này cũng bắt nguồn từ việc Huệ muốn định cư Mỹ. Vừa hay, chúng tôi có thể giúp đỡ, mà chẳng phải là giúp. Thực sự, tôi cũng muốn kết hôn với Huệ. Cái mắc kẹt trong mối quan hệ này chính là rào cản xã hội và tình cảm thực sự trong lòng Huệ. Cô ấy có thể bao dung với tất cả mọi người. Liệu có thể vì yêu mà bao dung lấy chúng tôi? Những người chẳng có lý do để sống vui như cô ấy. Những người ngoài tiền ra thì chẳng có gì. 3 tháng không dài, không ngắn. Càng về già, tôi càng có ý niệm về thời gian. Tôi luôn cảm thấy quỹ thời gian của mình có hạn. Lại vốn là người ham sống, nên tôi trân trọng từng phút giây trôi qua. Chuyện đi Mỹ, nó vốn không phải là một ước muốn nhất nhất bằng mọi cách. Nhưng nó là ước mơ của tôi từ khi tôi còn là thiếu nữ. Được sống ở một đất nước giàu có và văn minh hàng đầu. Được lái xe rong ruổi, khám phá các nền văn hóa. Cho đến giờ, bằng sự nỗ lực của cá nhân, tôi cũng có thể làm được điều đó mà không cần phải định cư ở Mỹ. Nói vậy, để mọi người có thể hiểu, chuyện kết hôn và qua Mỹ đối với tôi có cũng được mà không cũng được. Cho nên lấy chuyện kết hôn để làm mồi nhử cho tôi thì chắc chắn tôi không bao giờ chấp nhận. Tôi mến anh chị ấy ở cái tình cảm của anh chị dành cho tôi, cho dù hơi ngang trái. Tôi cảm mến anh vì trong mối quan hệ với chị, anh là người đã cho đi rất nhiều, tổn thương rất nhiều, nhưng vẫn chọn ở bên chị vì chị không có người thân. Người thân của chị đã mất. Trong mối quan hệ với chị, tôi mến chị như một người chị gái, một người bạn cô đơn và yếu đuối. Một người mà nếu tôi ở bên cạnh, tôi sẽ vực lại được tinh thần của chị và cùng chị vui đời. Đời còn bấy nhiêu chặng nữa đâu. Đó là cái tách bạch mà tôi có thể nghĩ về mối quan hệ này. Còn cưới và sống chung, với tôi mà nói, nó vẫn là một điều rất không ổn. Điều này nếu không nghiêm túc, sẽ làm tổn thương cả ba người. Mà chúng tôi đến với nhau, khởi nguồn cũng là vì yêu quý mà đến. Khi nghe Huệ chia sẻ, tôi như hiểu ra. Người đang cố chấp chính là tôi và Hương. Chúng tôi tưởng như mình là người thoáng nghĩ, thực tế là chỉ nghĩ cho mình. Rõ ràng, sau khi chiêm nghiệm lại, chúng tôi nhận ra rằng do bản thân chúng tôi đang bị mất động lực sống. Vì điều đó nên thấy một người tràn đầy năng lượng tích cực như Huệ, chúng tôi như gặp được phao cứu sinh. Vì thế, chúng tôi tìm mọi lý do, điều kiện và thả thính Huệ để có được Huệ bước vào cuộc sống của mình.
Chúng tôi nghĩ mình đã cho đi bằng cách ly hôn, bằng cách sống chung nhà, bằng cách vẽ về tương lai. Nhưng thực tế, điều đó bắt nguồn từ ham muốn chiếm hữu một món quà từ Thượng Đế mà chúng tôi nghĩ chẳng bao giờ có được. Nhìn sáng tỏ điều này, tôi nhận ra bản thân không phải thuyết phục Huệ làm gì, mà phải thay đổi tư duy của chính mình, biết cách tự tạo hạnh phúc từ bên trong, làm đầy đủ tâm thái từ bên trong. Chỉ có vậy, tôi và Hương mới thực sự được sống đúng nghĩa. Phải nói rằng tôi đã thất vọng rất nhiều, cũng bởi vì tôi đã kỳ vọng quá nhiều về việc có được Huệ trong cuộc đời mình, dù là dưới hình thức nào. Trái tim tôi kể từ khi gặp Huệ như được tưới một luồng nước mát lành, khiến nó trở nên sống động, nó đầy hy vọng và đầy ước mơ. Thế nhưng lời từ khước của Huệ trước viễn cảnh mà tôi đã vẽ ra khiến chân tôi như sụt xuống hố cát. Tôi nhận thấy mình một lần nữa thất bại, chẳng thể giữ lại cho mình bất cứ điều gì ngoài tiền bạc, thứ mà nó cũng sẽ ở lại. Còn tôi thì hóa nắm cho tàn. Huệ vẫn ân cần với tôi như một người bạn tâm giao, nhưng tôi thấy cô ấy đã có những rào chắn vô hình với chồng tôi. Tôi hiểu cô ấy đã đấu tranh giữa cô đơn và hạnh phúc, giữa chiếm hữu và cho đi. Cuối cùng, dù cô ấy không có được những điều mà cô ấy xứng đáng được nhận, thì cô ấy vẫn chọn cách cho đi. Và như thế, tôi lại càng vừa yêu, vừa trân quý người đàn bà ấy. Cuối cùng, chúng tôi vẫn ly hôn sau khi trở về Mỹ. Một cách không còn sợ hãi, Hương nói tờ giấy đó vốn chẳng có ý nghĩa gì. Nó chỉ là thứ ràng buộc vô nghĩa. Nó làm cho tôi và Hương bị níu chân lại trong những cô đơn và nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, đến mức chẳng dám rời nhau ra để tìm kiếm hoặc để đấu tranh với những hèn nhát của mình mà giành lấy hạnh phúc cho mình. Cuối cùng, chúng tôi tìm đến thiền, quyết định nhận một đứa con nuôi tại Việt Nam và ly hôn. Nghe thật chéo ngoe phải không? Thế nhưng đó là tâm ý của Hương. Cô ấy nói nếu sau này tôi tìm được hạnh phúc thì cô ấy cũng vẫn còn có đứa con để chăm sóc và yêu thương. Như vậy thì tôi sẽ không áy náy về cô ấy nữa. Cuối cùng, dù chúng tôi không có tình yêu nam nữ đúng nghĩa, nhưng giữa tôi và Hương luôn tồn tại một thứ ân nghĩa của những người thân trong gia đình. Thứ tình cảm quý giá chẳng khác gì tình nghĩa của một cặp vợ chồng bình thường. Hương vẫn hay nhắn tin hoặc gọi video cho tôi kể về hành trình chăm sóc con của cô ấy. Thằng bé trộm vía, bụ bẫm và thích nghi nhanh với môi trường mới. Hương kể chồng của cô ấy nay đã là chồng cũ, hôm rồi cũng đã dọn ra ngoài ở căn kế bên làm hàng xóm với cô ấy. Hương cũng có thêm một người giúp việc theo giờ để cùng chăm con. Nụ cười trên môi cô ấy đã rạng rỡ hơn. Dường như cô ấy đã tìm được lẽ sống cho đời mình, đó là trao đi yêu thương cho một mầm đời mới bắt đầu cuộc sống. Tôi cũng không hỏi khi nào Hương và chồng cũ của cô ấy trở về Việt Nam, dù cô ấy và anh vẫn luôn mời tôi qua Mỹ chơi. Tôi chỉ mỉm cười đón nhận tình cảm chân thành đó là chờ hai chữ hữu duyên. Vâng, một cái kết không có bất cứ đám cưới nào, nhưng lại khiến chúng tôi cảm thấy xúc động bởi sự lựa chọn của những người có mặt trong câu chuyện khó tin trên. Sau cùng, chị Huệ, chị Hương và cả chồng của chị Hương, cả ba đều chọn cho đi, đối xử với nhau bằng tấm chân tình. Đó là một món quà thực sự mà Thượng Đế đã ban tặng cho các anh chị ở tuổi về chiều, giữa cuộc sống lắm bộn bề này. Tìm ra lối thoát cho mỗi người, hãy luôn vui sống và bao dung, bởi chúng ta đều không biết ngày mai có còn đến. Đó chính là thông điệp mà ban biên tập giờ thứ 9 muốn gửi đến quý vị và các bạn thông qua câu chuyện trên. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tuần sau.